Hello everybody, welcome to Hell VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Hell VKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Pokemon mà Hell nghĩ chắc là có 102 từ trước đến nay ha. Game như ra sao thì anh em xem sẽ rõ. Ok, một cái loại game mà đó. Thấy gì chưa? Đó, đụt má có tiếng quá Mega luôn hả? À, có tiếng quá Mega kìa. Đồ, ok. Sẽ lấy con cưng của nhà sản xuất. Con cưng của tác giả ha. Đó, Charizard. Ok. Này, đây. Trời, ủa tính ra mấy con nhỏ nhỏ nhìn cũng đẹp ghê chứ. Mấy hình trên nhìn nó hơi tào lao ha. Nhìn nó như mấy con Lego đó anh em. Ôi giời à. À, đánh map ra kim cương nữa hả? Đậu xanh. Trời. Ôi mà game nhiều người chơi ghê luôn á trời. Ủa đừng có nói hỡi loại game này mà được nhiều người chơi nha. Rồi à. Hồi đó giờ Heo mới biết luôn á. Hay à. Thấy nó lạ nên up lên cho anh em nè. Anh em nào có chơi thì tải về. Đó. Đục mà mở một lần 14.000 nhân 10 nha. Mở nhân 10 là hơi bị căng á. À, một team vậy có 6 con. Ok. Rồi đè đầu đánh con này đi. À, đánh được đô. Kinh vậy, đứng tại chỗ đánh hả? Đậu xanh. Hài nha. Cái này là chắc sẽ có nhiều ông thích lắm đây. Ôi giời ơi. Có nhiều ông thì lại bảo ôi con này nó xấu quá anh ơi, này kia kia nọ. Ok, đi coi có cái gì nè. Free quà VIP hả? À, mấy cái này chắc nạp không quá. Không thấy cái chữ free nha. Chưa thấy cái chữ nào là free luôn. Đây. Ủa không phải hả? Mày thấy mự nè, tưởng đồ nạp rồi. À, đu. Ngon. Anh em thấy gì không anh em? Đây, vé quay tướng nha. Đậu xanh, mỗi ngày đăng nhập được 100 lần quay. Ok man. Rồi còn cái gì nữa đây? VIP hả? Còn chưa có kim cương lấy dạng VIP. Có 600 mấy à. VIP thì chúng ta được VIP 17 rồi. Ok. Đi vòng kiếm có cái gì ngon không? Tại vì mới có thấy vé quay tướng rồi anh em. Còn mà tướng rồi kim cương này nọ là chưa thấy nha. Nghe nói là game này phi nhiều lắm mà sao không thấy gì hết ta. Một con game khá là đáo để. Wow, có phần Aloha luôn hả? Đậu. Đây, quà đăng nhập nè anh em. Đăng nhập 7 ngày nè. Đó, đây chỗ này nè ha. Đăng nhập 7 ngày. Chắc sẽ có những con Pokemon huyền thoại nữa chứ. Nhưng mà chưa thấy nha. Chưa thấy huyền thoại, huyền thét gì đây hết á. Vé tệ cũng chưa luôn. Không biết là game này chơi làm sao luôn á. Này shop. Đồ má cái nào cái này bán cũng mắc không. Ok, cái này là chỗ vé quay đúng không? À, trái tim quay không có. Ủa còn cái hồi nãy là đây nè. 100 lần quay mỗi ngày nè, đó. Ok, bây giờ chúng ta mỗi ngày được 100 lần quay nha. Được, cũng vui. Ok, mỗi ngày được 100 lần quay thì hên chắc cũng được vài con tướng nè, A cộng nè. Hai con A cộng, hai con đó là tiến hóa được Mega nha. Mê ly. Quá trời Pokemon luôn kìa anh em. Đồ. Lần này méo có con A luôn chứ nói chi A cộng.
Có con A nè, A cộng nè. Đụng mấy con này mà A cộng hả? Trời ơi. Ủa con này mà A hả? Con này A cộng. Trời ơi, tào lao vậy. Đậu xanh. Để coi, nó ra cái gì. Thôi, con này mà A cộng gì kỳ á. Con này A cộng không nói nè. Con này tiến hóa lên nữa hình như cũng được. À, con đó là lên Gao Du đây. Gengar nè, được 10 mảnh Gengar. Bao nhiêu mảnh này lên được không biết nữa. Ok. À, tướng cam là có từng bậc luôn hết ta. Nè, A cộng mà tướng tím ha. Còn này A mà tướng ủa hay là nó ship theo hệ ta. Nè, con này B mà màu đỏ. Ủa vậy là sao nhỉ? À, màu đỏ là những mấy con này nè, tiến hóa Mega là lên màu đỏ nha. Ok, còn màu vàng là mấy con này. À, nó tính theo màu ta. Khoan, để lên mấy con này coi. Thì nhiều khi nó tính theo màu á. Ồ, cũng chưa hiểu lắm. Cái này chắc chơi vài tiếng chắc sẽ hiểu. Làm nhiệm vụ ra kim cương này nha. Không biết là lên nữa thì nó có ra kim cương, kim két gì hay không mà. Ấy, hiện tại là làm nhiệm vụ ra kim cương nha. À, cái đó là hót ra. Còn cái đây là nè, đó, con này hơi bơi nhưng mà sao nó màu đỏ nè. À, vậy là B thì kệ B nhưng mà màu đỏ là ngon hơn. Đúng rồi. Đồ. Thôi mời, thôi bỏ con này ra. Đem con này vô. Đó, tướng đỏ là ngon nha. Nó xếp theo màu chứ không phải là ABCD nha anh em. Ok. Ủa tán ra là mấy con này là nó ngon mà tại sao nó lại là B? Đó, ok, giờ hiểu rồi đấy. Ok. Thì cho Pokemon tiến hóa hay gì ăn kẹo gì đây. Vậy có hư nè. Đồ giờ có kim cương rồi nè. Anh nhập code ở đâu ta? Đây, thấy cái túi quà rồi, chúng ta có 4 cái code nha. Ok. Nhập hết 4 cái code luôn. Ủa nhập code rồi mà sao không thấy quà? Nhập code rồi nó phải có hư chứ ta. Kìa. Để coi nó báo là cái code bị gì, để tí. Để theo dịch lại coi nó kêu là cái chữ này là bị cái gì đây. Mà nó quay riết luôn, không biết là nó bị cái gì luôn. À ok, được rồi nè. Việc đổi quà quá nhiều lần là sao? Bà mẹ mày tao đổi mấy con lần mà quá nhiều lần là gì? Mà ok, kệ cha nó đi cũng được rồi. Kim cương cũng được mớ rồi nè, cũng được gần cả 100.000 kim cương. Nhưng mà quan trọng là cái VIP. Đây VIP nè.
Đó, qua VIP 1 hả? Tùng má VIP 0 mà bao nhiêu đây tiền? 5.000 mấy. Cái con mát VIP là cái gì đây? Bao nhiêu tiền? Thôi. Má, mát VIP chúng ta mua là được Mewtwo anh em. Oh my god. Trời, cái này chắc làm nhiệm vụ kiếm quá. Rồi thêm một con ấy nữa nè. À chắc này cái mảnh hay là cái gì đấy. Ôi rồi. Ôi ôi, Mew nè. Mew và Mewtwo cùng nằm trong này luôn. Trời ơi, ghét cô gà. Ghét cô gà ghẻ không má, cũng 300. Cái này 400. Trời ơi. Con này là ở bên ấy. Thôi con này không mua đâu, mấy con này không mua. Này 15.000 này lấy thử coi. Con đó con chim ha, hú cưỡi gì anh em. Chắc là hú cưỡi á. À, quà 100.000. Ủa lộn, 500.000. Trời ơi, má kiếm đâu ra cái quà đó đây. Cái này hồi nãy quên nhân 8. Hồi nãy cái này mà nhân 8 nữa là ngon. Cái này không có đánh auto được hả ta? Ok. Mê rồi nha. Em thấy ok đó anh em. Ok nha. Tới luôn. À, mình còn phải sắp đội hình nữa hả? Đồ phá một con này giúp hết hả? Đó, làm nhiệm vụ ra ấy nha. Cả bốn cái mon nha, ở lộn ra kim cương. Làm nhiệm vụ ra kim cương thêm. À, cái này mà có cách nào mà kiếm nhiều kim cương nữa là ngon. Nè đó, làm lần ra 500.000. Má tích góp riết, má biết chừng nào mới lên được trên bằng bạn, bằng bè với người ta. Ngon. Cái này mà tìm được cái chỗ mà kiếm kim cương nữa là ấm ha. Mà ít quá. Hơi ít nha. Mấy con này không có con nào đánh mà nó diện rộng hết. Toàn là đánh sát thương thường không. Nè, hồi ơi. Nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ là 1.500 nhấp luôn. Ok, thấy là hôm rồi đó. Đâu rồi, lên level có mở thêm được gì không ta? Có thêm tiền chiêu, đây nè. À, làm sao mở được, level 11 nó sẽ mở thêm. Ok. À, bây giờ là có luôn auto rồi nè anh em. Ok, rồi, game này ngon. Sao mà bây giờ heo thấy là có bộ hít cái game này rồi đó. Tuy là nó phi ít nhưng mà ngon á. Ok. Đồ, mở một phát cho một đống đồ luôn. À, 500 kim cương sẽ mở được thêm. Ok. Quá trời đá đồ luôn. Trời ơi. Nè đó, kim cương liên tục. Rồi thôi, chắc cái này anh em tải về tìm hiểu thêm ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả ha. Có ông nào muốn chơi thì tải về trải nghiệm đi. Con này heo ok á. Rồi vậy ha. Rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Trong game này chắc là anh em sẽ sử dụng được khá là nhiều thứ đó. Ủa mà cái nè, cái quà hồi nãy ăn rồi nó nằm ở đâu ta? Hồi nãy có con hú cưỡi đây. Cái gì vậy? Gì 25% nè. À, quà, có VIP. Cái này mà phi được quà nạp hay là cái gì nữa là mới ngon. Trời ơi. Ok. À, quay tướng được nè anh em. Không phải không? Chắc không phải. Rồi, ok. Gì ơi, này đánh gì nè.
Không phải không? Phải đánh mấy con này không? À không có vé, không đánh được. Ok. Boss nữa hả? À đánh boss, đánh boss, đánh boss. Này là giờ thành phố rồi. Thôi, ok, heo tìm hiểu thêm đây. À khoan, khoan, mới thấy cái gì đó. Đây. Đây, năng động ngài, ra kim cương nè. Rồi cái này không biết để làm cái gì, nhưng mà chắc nâng mega hay gì đó. 2000. Cái này 500 nè ha. 500 là 1500. Cái này không biết luôn. 1500, 1500 với vậy là 3500, 6500, 6500 kim cương một ngày. Rồi, vậy đi ha. Rồi anh em tìm hiểu tiếp đi. Rồi heo chơi game đây. Rồi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Thì còn rất là nhiều con game hay và thú vị đang chờ đợi chúng ta ha. Cái gì vậy? À Acep, Acep. Đục, cái này Acep gì ta? Acep Pokemon hay là gì đây? Không biết luôn, một đống Acep luôn. Mấy cái trái đồ nè, ăn hết nha. À cái này là lựa, cái này được chọn. Rồi thôi anh em tìm hiểu đi ha. Cái này heo chắc cũng phải tìm hiểu một thời gian đây. Ok, bye bye.